Làm sao để níu giữ đêm qua, níu giữ đêm qua làm sao đây? Đêm qua anh nằm yên trên thềm nhà, do anh buồn anh khóc hay là tại che vodka? Bài nhạc trong điện thoại là vài ba điệu hip hop, nhịp beat cứ từ từ đi vào anh rồi giết chết. Bóp nét đi một con tim nhưng mà hên là còn sống. Còn sống là có nghĩa con người vẫn còn hoài mong. Con người không thể nào sống để cho mọi người hài lòng. Anh khuyên nó đứng dậy thay vì nói câu dài dòng, nhưng mà khuyên người ta thì hay, anh không thoát được nhân quả. Từng một thời buông thả và tội không thể buông tha. Nhiều lần anh muốn anh chết nhưng anh vẫn sống phà phà. Thằng bạn anh nói anh chết không được thì khuyên anh phải cần xa. Anh cần xa, em cần xa, anh cần xa, buồn vui cần xa. Bỏ đi tất cả, nhưng anh vẫn nghiện bao câu chuyện. Dù tai tiếng và cái miệng đời thay phiên nhau trừng phạt nên anh sống.